Mới đây trên trang Facebook của Wu Yi bất ngờ đăng tải hình ảnh của mình bên cạnh chiếc mô tô phân khối lớn hiệu Honda CBR650R. Theo chia sẻ thì đây là món quà Noel sớm của vợ chồng ca sĩ Di Băng tặng cho nam rapper này. Được biết cách đây ít hôm, Wu Yi hạnh phúc khoe mình đã thi đậu bằng lái xe A2, nhưng anh cũng chia sẻ bản thân chưa đủ điều kiện để mua con xe mình thích. Chiếc Honda CBR650R mà nam rapper này vừa được tặng có sơn màu đen nhám. Đây là dòng sport bike tầm trung được bán tại Việt Nam với mức giá khoảng 254 triệu đồng. Honda CBR650R được trang bị động cơ 4 xi lanh thẳng hàng DOHC, dung tích 649cc, sản sinh công suất cực đại 94 mã lực tại vòng tua 12.000 vòng trên 1 phút và mô men xoắn tối đa 64 Nm tại vòng tua 8.500 vòng trên 1 phút. Bạn bè của Huawei đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến nam rapper.